không biết tự nhiên đang đứng sụp xuống cái lưng, bây giờ cái lưng đau quá đi không nổi. Chị Trang là một trong những ca bệnh điển hình mà tôi gặp ở Việt Nam. Thông thường, đa số các bệnh nhân đến khi tình trạng bệnh trở nặng, đau không chịu được mới đi chữa trị. Trên phim chụp X-quang của chị thể hiện rõ khung xương chậu bị lệch như vậy khiến đốt sống ở lưng cũng bị lệch theo đấy ạ. Từ đó thì sẽ gây ra tình trạng thoái hóa đốt sống. Ở những phần màu trắng tôi đánh dấu trên phim, những đốt sống bị thoái hóa chèn vào đĩa đệm gây nên tình trạng phình đĩa đệm, khiến chị bị tê bì tay chân và đau lan. Với tình trạng này nếu không được điều trị kịp thời sẽ dẫn đến thoát vị đĩa đệm. Ngoài ra thì chị còn bị cong vẹo cột sống nữa. Đó chính là nguyên nhân đẩy nhanh tiến trình thoát vị của chị. Sau nhiều năm làm việc và nghiên cứu tại Mỹ, tôi muốn đưa cho các bạn một lời khuyên: hãy phòng bệnh hơn chữa bệnh. Các ca bệnh nếu được điều trị kịp thời sẽ phòng tránh được các bệnh lý xương khớp nghiêm trọng. Trang hoàn toàn bị thuyết phục bởi hai vị bác sĩ hồi nãy đã hội chẩn cho Trang, và Trang rất mong mình mau chóng khỏi bệnh để có thể tiếp tục những cái vai diễn hành động của mình cũng như là có một cuộc sống chất lượng.